trẻ ho nhiều ngày không khỏi khiến cả mẹ và bé đều khó chịu, lo lắng. Ho là biểu hiện thường thấy khi đường hô hấp của con bị tổn thương. Nếu không có biện pháp điều trị kịp thời, trẻ có thể phải đối mặt với những biến chứng nguy hiểm. Nguyên nhân làm cho trẻ ho nhiều ngày không khỏi. Khi đường hô hấp bị kích ứng, phản xạ của cơ thể là ho để tống các yếu tố gây hại ra ngoài. Nhưng khi trẻ ho nhiều ngày không khỏi, mẹ không được chủ quan. Bởi đó có thể là dấu hiệu cảnh báo về các bệnh lý tại đường hô hấp. Con ho dai dẳng do bệnh hen phế quản. Hen phế quản hay hen suyễn là một bệnh lý mạn tính khá phổ biến ở lứa tuổi trẻ em. Số liệu thống kê được cho thấy, bệnh hen làm gia tăng nguy cơ trẻ em phải nhập viện điều trị. Và trong số đó, nhiều trẻ đã phải nghỉ học để tiếp tục quá trình điều trị. Bản chất của bệnh hen suyễn là sự sưng phù, co thắt các phế quản ở trong phổi do viêm. Khi đó trẻ bị lên cơn hen cấp, đường dẫn khí bị thu hẹp làm cơ thể bị thiếu oxy. Điều này xảy ra khi bé tiếp xúc với những tác nhân gây kích thích như khói bụi, lông động vật, khói thuốc lá, phấn hoa, thuốc, đôi khi là do tình trạng stress, cảm xúc mạnh hoặc vận động thể lực quá sức. Cơn hen cấp xảy ra với các biểu hiện như trẻ ho nhiều ngày không khỏi, khó thở, nhịp thở gấp, thở khò khè, đau tức ngực. Tùy vào cơ địa của từng bé mà cơn hen có thể kéo dài hoặc dữ dội. Bên cạnh việc trẻ ho nhiều ngày không khỏi, con có thể đối mặt với nguy cơ suy hô hấp và ngừng tuần hoàn. Mặc dù tiềm ẩn nhiều nguy hiểm với sức khỏe nhưng giai đoạn đầu của bệnh hen thường khó nhận biết. Mẹ chỉ thấy trẻ ho nhiều ngày không khỏi nên dễ bỏ qua. Việc chậm trễ trong phát hiện và điều trị sẽ làm gia tăng nguy cơ xảy ra các biến chứng. Trẻ ho nhiều ngày không khỏi do cảm lạnh. Đa phần trẻ nhỏ đều đã từng bị cảm lạnh trong những năm tháng đầu. Nhưng do không hiểu hết về bệnh cảm lạnh nên bố mẹ thường bối rối trong cách chăm sóc trẻ. Từ đó có thể khiến bệnh tiến triển nặng hơn, khiến quá trình điều trị bị kéo dài. Điều này vô tình có thể làm tổn hại đến sức khỏe của trẻ. Trẻ mắc cảm lạnh do virus xâm nhập và ban đầu thường không biểu hiện nhiều. Trong vài ngày đầu con thường chỉ ho khan, nhức đầu, mệt mỏi, nên dễ bị bỏ qua. Sau vài ngày, khi sức đề kháng của trẻ suy yếu, tạo cơ hội cho vi khuẩn xâm nhập. Lúc này bệnh sẽ biểu hiện với triệu chứng dày đặc hơn. Trẻ ho ra đờm màu xanh vàng, đau rát họng, sổ mũi và thi thoảng có sốt. Khi thấy trẻ ho nhiều ngày không khỏi mẹ mới lo lắng và tìm biện pháp giải quyết. Nhưng lúc này quá trình điều trị bệnh sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Trẻ thậm chí sẽ phải dùng đến thuốc trong nhiều ngày. Đối với cảm lạnh thì sau khi bệnh suy giảm, ho khan lại là triệu chứng hết muộn nhất. Mặc dù cơ thể đã khỏe lên nhưng mẹ vẫn thấy trẻ ho nhiều ngày không khỏi. Khi đó mẹ cần tập trung tăng cường sức đề kháng để trẻ có thể phục hồi nhanh nhất. Trẻ em ho nhiều do bệnh viêm phế quản. Viêm phế quản ở trẻ nhỏ đa phần là do các tác nhân độc hại từ ngoài môi trường và sự sơ suất trong cách chăm sóc của cha mẹ. Vi khuẩn, virus, bụi bẩn, khói thuốc lá ở bên ngoài dễ dàng xâm nhập vào đường hô hấp của trẻ. Đặc biệt là khi sức đề kháng suy giảm hoặc trẻ bị nhiễm lạnh. Từ đó sẽ tạo cơ hội cho vi khuẩn phát triển và gây viêm. Giai đoạn đầu của viêm phế quản là quá trình viêm tai mũi họng với các triệu chứng như ho, sổ mũi, đau họng. Sau khoảng 4 đến 5 ngày các triệu chứng sẽ biểu hiện rõ ràng hơn, tiếng ho vang kéo dài, ho ra đờm, đau tức ngực, khó thở, thở khò khè. Cơn ho dữ dội có thể làm trẻ thức giấc vào giữa đêm, quấy khóc và khó ngủ lại. Lúc này vấn đề trẻ ho nhiều ngày không khỏi thực sự đáng lo ngại. Các nguyên nhân khác làm bé bị ho kéo dài. Khi có tổn thương tại đường thở, biểu hiện thường thấy ở trẻ là ho. Đó có thể là viêm phổi, viêm amidan, viêm xoang, mắc dị vật tại đường thở, dị ứng, suy tim. Tuy nhiên giai đoạn đầu của một số bệnh lý diễn biến khá thầm lặng và khó nhận biết. Trẻ ho nhiều ngày không khỏi có nguy hiểm không? Khi thấy trẻ ho nhiều ngày không khỏi, mẹ đừng bỏ qua mà hãy quan sát trẻ nhiều hơn. Tùy thuộc vào từng nguyên nhân và diễn biến mà trẻ phải đối diện với những nguy hiểm khác nhau. Đối với trẻ bị hen, ban đầu có thể chỉ là những tiếng ho húng hắng hoặc bị mệt nhiều khi vận động. Nhưng càng về sau, các triệu chứng càng biểu hiện rầm rộ hơn. Khi đó, cơn ho sẽ kèm theo khó thở nặng, trẻ trở nên kích động, tím tái và có thể hôn mê. Đối với trẻ ho do viêm phế quản, nếu không được điều trị dứt điểm, ổ viêm sẽ lan rộng hơn. Viêm lan rộng trong phổi có thể hình thành viêm phổi. Viêm có thể lan đến những cơ quan của đường hô hấp trên khiến trẻ bị viêm xoang, viêm va, viêm tai giữa. Ngoài ra, trẻ ho nhiều ngày không khỏi làm ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất. Ho làm trẻ khó chịu, quấy khóc, bị sặc khi ăn, bỏ bữa giữa chừng. Do vậy, mẹ cần tìm ra giải pháp thích hợp giúp con giảm ho nhanh chóng. Giải pháp hiệu quả cho trẻ ho nhiều ngày không khỏi. Thấy trẻ ho nhiều ngày không khỏi, bố mẹ rất lo lắng sốt ruột. Nhưng cũng cần phải bình tĩnh xác định nguyên nhân và có giải pháp phù hợp. Đừng quá vội vàng làm xảy ra những sai lầm trong cách chăm con. Đảm bảo mũi họng trẻ luôn sạch sẽ. Vệ sinh mũi họng là điều cần làm mỗi ngày, ngay cả khi trẻ không có biểu hiện bệnh lý. Đảm bảo mũi họng luôn sạch sẽ giúp con tránh được sự tấn công của virus, vi khuẩn, nhất là ở giai đoạn sức đề kháng của trẻ đang bị suy giảm. Ngoài việc ngăn chặn sự sinh sôi của virus, vi khuẩn, nước muối sinh lý còn làm long đờm hiệu quả. Từ đó làm thông thoáng cổ họng, bé sẽ không còn thấy ngứa, khó chịu và sẽ ít ho hơn. Cho trẻ xúc họng rửa mũi bằng nước muối 2 đến 3 lần mỗi ngày để giảm ho tốt nhất. Dùng mật ong để giảm ho cho con. Cách làm: hòa tan một muỗng mật ong vào một ly nước ấm, cắt thêm một lát chanh để tăng hiệu quả. Sau đó cho trẻ uống mỗi ngày vào buổi sáng. Phương pháp này giúp trẻ cảm thấy dịu họng hơn và nhanh chóng đỡ ho. Mật ong là vị thuốc được sử dụng nhiều trong những bài thuốc gia truyền trị ho. Bởi theo y học cổ truyền, mật ong có tính ấm, vị ngọt, rất tốt cho người bị ho khan. Tuy nhiên mẹ cần lưu ý là chỉ dùng mật ong với trẻ lớn hơn 2 tuổi. Hãy giữ ấm khi con đang bị ho. Đảm bảo đủ ấm là cách bảo vệ con khỏi những yếu tố làm trầm trọng thêm tình trạng bệnh. Đối với trẻ ho nhiều ngày không khỏi, mẹ nên cho bé mặc đủ ấm và uống nước ấm mỗi ngày. Vào ban đêm, mẹ không nên để con nằm thẳng quạt hoặc để nhiệt độ điều hòa quá lạnh. Tóm lại, trẻ ho nhiều ngày không khỏi là một dấu hiệu cần lưu ý, nhất là khi có kèm theo nhiều triệu chứng khác. Vệ sinh mũi họng, giữ ấm và dùng mật ong trị ho là cách cha mẹ có thể làm để trẻ cảm thấy dễ chịu hơn. Bên cạnh đó, cha mẹ nên chủ động bổ sung các nguyên tố vi lượng cho con bằng cách sử dụng Infovit để tăng sức đề kháng nhé. Gọi nghe hotline để nhận được tư vấn từ các chuyên gia 0929 197 777. Follow kênh để cập nhật thêm nhiều kiến thức bổ ích mỗi ngày nhé.